Uncle the boss rồi. À, nó xì đi mua sô cô la, đồ Noel, đồ gửi về Việt Nam cho gia đình vợ đó cả nhà. Tội nghiệp luôn. Tay tay chứ cũng biết nghĩ tới người khác lắm. Con cá hả sư? No no, c'est la même hả sư? C'est la même. No no. Ça et ça c'est pas la même. Si tu prends tu choisis ça, tu prends deux boîtes. Voilà. Ça c'est noir un petit peu là. Sinon tu prends deux ça đi sư, deux ça. Deux ça et deux ça là. Eh ben, ils sont pris en photo en plus. Mais c'est vrai que moi qui mange pas de chocolat, ce petit je les mange. Sau khi mà mình với Leslie mua đồ mình quay gửi về Việt Nam á cả nhà. Mà cũng không có gửi gì trong đây nhiều ha, tại vì gửi quà Noel thường là Liên sẽ gửi rất là nhiều. Tại Liên thường gửi sữa rồi về cho ngoại Liên nhiều, nhưng mà tại vì mấy lần trước gửi sữa rất là nhiều. Mà hôm nay không có sữa trong này, sữa còn, bên Việt Nam còn, cho nên là Liên không gửi sữa mà gửi những cái đồ bánh kẹo, đồ Noel trong này đó cả nhà. Những cái đồ bánh kẹo thôi. Thì Liên với Alex mua xong rồi, giờ thì Liên đi gửi, tại Alex chưa có đi làm về. Hôm nay Alex đi làm, không có giúp Liên làm được cái này. Cái thùng này là cái thùng 7kg nè cả nhà, thấy không? Nó để 7kg, cái thùng này là mình gửi Coolissimo, mình gửi International, là mình gửi đi ra nước ngoài cả nhà. Là cái thùng này, đi mua ở nhà Boss, đó là bưu điện á. Cái thùng này 7kg thì Liên mua Liên mua 7kg size XL là lớn nhất cả nhà ha. Thùng bên này nó bán 7kg là 69 đồng cả nhà. Cái thùng này nó sẽ gửi trong vòng từ 3 tới 8 ngày. 3 tới 8 ngày thì nó tới. Liên sẽ phụ bị để chở ra bưu điện gửi. Cả nhà cùng đi với Liên ha. Trời lạnh quá, lạnh lắm cả nhà. Mình đi nó nặng quá cả nhà, thấy vậy chứ. Thùng 7kg nè, mình bỏ trong giỏ sách, dạ nặng quá, mình xách mình đi. Giờ tới rồi mà mình nghỉ mệt chút, quá trời mệt luôn cả nhà. Trời bên đây nó không có nắng, nó vô mùa đông rồi, nó ít nắng lắm, nó lạnh thôi chứ nó không có nắng. Mình đi tới chỗ gửi đồ cả nhà, nó nặng quá trời luôn. Vậy đi tiếp. Vô gửi cả nhà. Bữa nay cũng ít người. Mình đang chờ. Xong rồi cả nhà. Gửi xong nó đưa cho mình một mớ giấy, nó kêu mình ký tên. Hồi trước mình gửi đó cả nhà, hồi trước mình gửi đó thì mình sẽ điền tất cả các thông tin giấy tờ, chẳng hạn như địa chỉ của người gửi, rồi địa chỉ người nhận bên Việt Nam, rồi tất cả những thông tin liên lạc của người nhận, người gửi giống nhau hết. Nhưng mà bây giờ nó không có cho mình điền, nó sẽ không có cho mình xài giấy nhiều đâu cả nhà. Nó không có cho xài giấy nhiều nữa, tiết kiệm giấy. Cho nên là nó bắt mình khai trên internet hết cả nhà. Bởi vậy cho nên nếu không biết chữ thì sao cả nhà, thấy không? Nếu mà ở Pháp mà không biết chữ thì sinh hoạt hay làm gì nó cũng rất là khó luôn. Cái gì nó cũng xài bằng, bây giờ cái gì nó cũng hạn chế hết. Nó bắt mình tự làm hết. Vậy đó, tiết kiệm giấy cả nhà. Cho nên lên internet rồi mình phải vô xích web của nó đó. Rồi mình phải điền thông tin hết, thông tin của người nhận, số điện thoại, địa chỉ, tất cả thông tin liên lạc của người gửi. Rồi địa chỉ thông tin liên lạc tất cả của người nhận ở đâu hết tất cả. Rồi mình ký, mình đồng ý, mình khai cái gì trong đó, mình gửi cái gì, gồm cái gì. Tất cả những đó mình phải ghi ra hết, mình gửi cái gì mình viết ra. Rồi bao nhiêu tiền, mỗi thứ bao nhiêu món. Vậy đó cả nhà. Nói chung là khai với tự đo anh á. Thôi đo anh là mấy người bên Việt Nam mình nó kêu là hải quan đó cả nhà, khai với hải quan đó. Mà bên đây thì mình khai với hải quan của Pháp á. Bởi vậy cho nên chữ nghĩa đọc riết bắt buộc phải biết thôi cả nhà ha.
không biết cũng phải ráng biết nữa chứ không, chứ nếu mà không biết thì sinh hoạt nó hơi khó, làm gì cái gì nó cũng hơi khó cả nha. Mình gửi theo cái đường của nhà boss ở bên đây cả nhà, nó từ 3 tới 8 ngày là nó tới, nhưng nhanh có khi nó cũng khoảng từ 4 5 ngày nó tới, có khi 3 ngày, nhưng mà có khi nó cũng hơi qua 8 ngày một chút cả nhà ha, là do mấy chuyến bay đó. Chuyến bay nó mình gửi nó không có trúng ngày, có chuyến bay đi liền thì nó sẽ chậm hơn chút, nhưng mà gửi là boss thì nói chung rất là an toàn. Liên thì Liên thích gửi nhà boss đó. Nó tính ra cũng khoảng 10 đồng 1 kg cả nhà. Mà nãy Liên cân sao không biết nữa, Liên mua cái thùng 7 kg mà Liên bị mất hết nè. Bị mất hết gần ký cả nhà, có sang ra cân có 6 kg 3. Mất 700 gram mà 700 gram 1 kg là hết 10 đồng mà cả nhà thấy không? Bởi vậy cái cân nhà nó không có đúng cả nhà. Cân nhà nó không đúng cho nên mình cài chịu lỗ. Chị mà ở bên Pháp có nhiều người cũng người chưa biết gửi đồ Việt Nam qua mấy cái đường bưu điện đó, gửi cho mấy người mà đi đồ này kia cả nhà. Cho nên là mình gửi như vậy á, mình thấy chẳng hạn như cái người mình phải kiếm những người đó người ta về cả nhà, cả về người ta về cái chuyến nào mình muốn gửi mình gửi, chứ mình gửi trễ người ta cũng về mất rồi. Đồng ý gửi theo mấy người về như vậy nó nhanh hơn, có khoảng 1-2 ngày nó tới thì mình đi tới đó mình nhận, mình tới chỗ của người ta tới như bên Việt Nam mình nhận. Nhưng mà đâu phải lúc nào cũng có được cái chuyến để đó đâu cả nhà ha. Cho nên là nếu mà các anh chị bên Pháp á, nếu mà ra bưu điện mua cái thùng đồ á, 1 ký vậy đó 10 đồng chẳng hạn, mình muốn mua thùng 5 ký thì 40 mấy đồng, 50 đồng. Còn nếu mình mua cái thùng mà cỡ 7 ký như Liên á, thì 70 đồng á cả nhà, 69-70 đồng thôi. Thì chẳng hạn như 10 đồng 1 ký thì mình gửi vậy đó, rồi về tới Việt Nam á là nó sẽ gửi đến nhà cho mình luôn ở nhà, mình không cần phải đi đến cái chỗ mình nhận đâu cả nhà ha. Thì sẵn đây Liên cũng nói luôn cái này để các anh chị bên đây thì có nhiều người chưa biết nữa, thì tại vì là có nhiều anh chị chưa biết thì cứ lên Facebook hỏi là khi nào có người về Việt Nam gửi, nhưng mà người về Việt Nam mình gửi thiện ký cũng khoảng 10 mấy đồng rồi cả nhà ha, 10 đồng 10 mấy đồng giống vậy thôi, nhưng mà về đâu phải lúc nào người ta cũng có chuyến người ta bay để người đi về mình gửi đâu cả nhà. Cho nên là tốt nhất mình ra là ngoài bưu điện á, mình mua thùng rồi mình về mình bỏ đồ vô, mình tự khai tự này kia. Nếu cô chú anh chị nào ha, anh bà chị bạn nào mà không có khai được á, thì có thể nhờ chồng ha, là người quen nào người ta hướng dẫn ra bưu điện, người ta hướng dẫn cho mình làm lần hay lần mình cũng sẽ quen thôi cả nhà ha.